Nhiều chị em hỏi bộ kem Jijime gồm có những thành phần gì? Thì em xin trả lời là bộ kem Jijime gồm hoàn toàn từ thiên nhiên với hơn 50 loại thảo dược rất là quý. Đại loại như là tinh chất ngọc trai này, collagen này, linh chi, cam thảo, rong biển, dầu ô liu vân vân rất là nhiều. Bây giờ em sẽ giới thiệu với các chị là từng thành phần trong mỗi một lọ kem cho các chị tham khảo nhé. Trước hết là lọ sữa rửa mặt. Lọ sữa rửa mặt này thì 100 ml. Sữa rửa mặt này thì có thành phần là cam thảo này, rong biển này, dầu ô liu, vitamin E, collagen, alectin hòa tan, abotin, axit nolenic. Đấy, nó có tác dụng là làm sạch da, sạch nhờn, dưỡng trắng. Sữa rửa mặt này thuộc dạng là trung tính, rất là dễ xài. Các chị em xài sạch da mà không bị khô da. Bởi vì nó hoàn toàn từ thiên nhiên, rất là dễ xài. Cái lọ thứ hai là em muốn nói đấy là lọ kem chống nắng ngọc trai ngăn ngừa mụn đây. Cái lọ kem chống nắng ngọc trai ngăn ngừa mụn này. Lọ này thì có thành phần là tinh dầu hoa hướng dương, vitamin E, chiết xuất trà xanh, củ nghệ, vitamin B3, vitamin D. Và đặc biệt là nó có thành phần là kem ngọc trai ở bên trong đây nữa. Một thành phần là rất là quý và rất là đặc biệt, không phải cái bộ kem nào cũng có đâu các chị nhé. Tác dụng của nó thì giúp chống nắng này, ngăn chặn cái tia UVA, UVB của tia ánh nắng mặt trời đấy. Với lại ngăn chặn cái ánh sáng độc từ điện thoại bên máy tính nó phả vào da mặt mình ấy. Chỉ số chống nắng của nó lên tới 50 cộng. Ngoài tác dụng chống nắng thì nó còn có tác dụng là trang điểm. Các chị bôi một lớp mỏng lên là da mình nó sẽ bật tông lên liền như là trang điểm. Rất là mềm mại, dịu nhẹ, trắng sáng bật tông hẳn luôn. Cái lọ kem thứ ba em muốn giới thiệu cho các chị đó là lọ kem dưỡng ban ngày. Kem dưỡng trắng da ban ngày này thì cũng gồm 20 ml. Chống nắng cũng 20 nha các chị nhé. Kem dưỡng trắng da ban ngày này thì kem dưỡng trắng da ban ngày này thì chất kem của nó rất là mịn, trắng trắng hơi ngà ngà, trắng rất là mịn như các chị nhìn đây này. Thành phần của nó cũng hoàn toàn từ thiên nhiên như là hoa anh đào này, tơ tằm trắng này, cắm gạo này, axit hyaluronic, abutin, vitamin C, vitamin B3 và cũng có cả tinh chất ngọc trai, nấm linh chi. Đó rất là nhiều nhiều thành phần tự nhiên lắm, giúp tăng cường dưỡng ẩm cho da này, kích thích sản sinh collagen và đẩy lùi những cái hắc tố nám tàn nhang, giúp da trắng sạch, đẩy lùi nám và đồng thời là ngăn chặn cái sắc tố melanin nó quay trở lại. Đời rất là tuyệt vời cho những cái làn da mà bị nám sạm tàn nhang mà xỉn màu ấy, lâu ngày không có chăm sóc ấy, như da của mình nó có vẻ như là thiếu sức sống và nám sạm nó đến hồi nào chị em không biết ấy. Chị em xài kem này rất là tốt. Cái lọ thứ ba trong bộ kem em muốn giới thiệu đến các chị đó là lọ kem ban đêm. Lọ kem ban đêm thì nó dẻo hơn cái lọ kem ban ngày, nó sệt nhưng mà nó đặc hơn, nó dẻo hơn lọ kem ban ngày. Các chị bôi vào ban đêm sẽ có tác dụng rất là tốt trong việc là ngăn chặn nám tàn nhang, đào thải nám tàn nhang trong lúc ngủ. Nó gồm rất là nhiều thành phần thảo dược như là can thảo này, lá hoa anh đào này, quả mơ, đẳng sâm, vân vân. Nó có khả năng phân giải các cái sắc tố nám melanin thành những cái hạt nhỏ li ti và đào thải qua da của mình từ từ trong lúc mà chúng ta đang ngủ đấy. Nên chị em bôi cái này vào buổi tối thì rất là đi ngủ rất là hiệu quả, đặc biệt là những chị em nào mà có một giấc ngủ ngon ấy thì nó đào thải nám rất là tốt. Như chúng ta đã biết là nếu mà mất ngủ thì da mình sẽ rất dễ bị nám. Khi chúng ta ngủ ngon cộng với lại xài kem dưỡng này thì nám nó sẽ bay rất là nhanh, đào thải ra từ từ, sẽ trả lại cho chị em mình cái làn da sạch nám tàn nhang, căng da, mịn da
và đều màu, và đồng thời là da của mình rất là khỏe, săn chắc và khỏe mạnh. Cái lọ cuối cùng đó là lọ serum. Lọ serum này 40ml. Lọ serum này thì được chiết xuất từ cánh hoa hồng này, collagen tươi này. Cánh hoa hồng này, collagen tươi này và rất là nhiều các cái thành phần thảo dược khác, giúp có tác dụng là giảm nám, đều màu da, se khít lỗ chân lông. Và đồng thời nó kích thích cái làn da của chúng ta tự tổng hợp được cái collagen ở dưới da của mình ấy. Ở dưới da của mình thường nó có các cái sợi collagen ấy, khi mà chúng ta xài cái serum này vào thì nó vừa se khít lỗ chân lông này, nó vừa kích thích da của chúng ta sản sinh thêm collagen, giúp da của chúng ta đều màu, săn chắc, khỏe mạnh. Và nó hỗ trợ đào thải nám cũng như là ngăn chặn nám quay trở lại rất là tốt. Đặc biệt là bộ sản phẩm này có thể dùng được cho da nhạy cảm, da nhờn, da khô, da nhạy cảm, da gì cũng dùng được hết. Nhưng mà đối với từng loại da thì bên shop em có cái hướng dẫn sử dụng cụ thể đối với từng loại da để cho nó phù hợp. Các chị em có nhu cầu mua hàng hoặc có nhu cầu cần tư vấn thì cứ liên hệ với shop em qua số điện thoại là 0359 447 339. Shop em có Zalo nhé. Các chị nếu mà dùng Zalo thì có thể kết bạn Zalo ạ. Các chị nhận hàng thì được kiểm hàng trước khi nhận và em ship trên toàn quốc. Chào tạm biệt các chị nhé.